chào quý vị và các bạn. Tôi là Việt Hà. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị một ngôi nhà mái Nhật 3 tầng rất hiện đại được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà chú Thọ ở thành phố Vinh. Trước khi đi vào chi tiết ngôi nhà, tôi xin được giới thiệu qua về Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi có hotline để nhận được tư vấn sớm nhất. Cái nhà 3 tầng mái Nhật trong những năm gần đây trở thành một làn gió có sức ảnh hưởng khá lớn trong xu hướng cũng như phong cách thiết kế kiến trúc tại Việt Nam. Nắm bắt được điều đó, mỗi mẫu thiết kế của Mark Home đều thể hiện được kiến trúc tinh tế về hình khối, màu sắc hài hòa, công năng sử dụng khoa học, đẹp mắt, thu hút chủ đầu tư. Cửa chính được chúng tôi sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi, loại gỗ được ưa chuộng nhất hiện nay bởi vẻ đẹp cũng như sức bền. Hệ thống cửa sổ được sử dụng hoàn toàn bằng cửa nhôm hệ sinh pha kính chắn an toàn với công năng sử dụng hữu ích và tính thẩm mỹ phù hợp với căn nhà có thiết kế hiện đại. Hệ thống cửa sổ lớn chạy dọc các tầng giúp căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ban công với lan can kính không chỉ đẹp, thu hút với nhiều ưu điểm, tính năng vượt trội, tạo không gian thoáng đãng cho căn nhà mà vẫn đảm bảo tính an toàn, bền đẹp. Sau khi về khảo sát khu đất với tổng diện tích sử dụng là 121m², các kỹ sư của chúng tôi đã đưa ra phương án thiết kế như sau. Mặt bằng tầng 1 rộng 102m² chưa tính sảnh. Sảnh chính rộng 9m² là bộ phận giúp giảm thiểu tối đa tác động của những yếu tố bên ngoài đến không gian sống bên trong của ngôi nhà. Sảnh chính rộng còn giúp cho ngôi nhà đón được luồng sinh khí một cách tốt nhất và mang đến giá trị thẩm mỹ lớn cho ngôi nhà. Bước vào bên trong, tiếp tục là một phần sảnh rộng 14,3m², kết hợp phòng khách bên tay trái rộng 17m². Một trong những không gian thể hiện rõ nét nhất tính thẩm mỹ và cả tính riêng của gia chủ trong ngôi nhà chính là phòng khách. Tuy nhiên, khi bước vào căn phòng này thì sảnh nhà sẽ là nơi mà các vị khách để ý trước tiên. Từ đó, cái nhìn cảm quan cũng như khơi gợi sự tò mò, trí tưởng tượng về không gian bên trong của căn nhà. Tiếp theo là bếp và phòng ăn với diện tích 25m², rất rộng rãi và thuận tiện cho việc sử dụng. Bếp cũng được bố trí các cửa sổ để những khí thải từ quá trình nấu ăn có thể đi ra ngoài một cách tự nhiên nhất mà không ảnh hưởng đến những không gian khác trong ngôi nhà. Một phòng ngủ khép kín rộng 11,6m², có nhà vệ sinh bên trong rộng 5,2m², ưu tiên dành cho người lớn tuổi để tránh phải leo trèo lên các tầng 2-3. Ngoài ra, còn một nhà vệ sinh chung và một sân ướt có cùng diện tích là 4,7m² được đặt ở cuối tầng 1 để đảm bảo sự thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ. Tầng 2 cùng với diện tích mặt bằng là 102m² chưa tính sảnh. Không gian sinh hoạt chung của công trình này được thiết kế có sự khác biệt, đó là không gian sinh hoạt chung rộng 17m² này được nối liền luôn với sảnh cầu thang rộng 11,2m², kết hợp với cửa sổ và ban công, mang đến một không gian hoàn hảo và thoáng sáng. Sử dụng không gian sảnh tại tầng 2 rộng là nơi liên kết giao thông các phòng với nhau để bố trí làm phòng sinh hoạt chung. Ngoài ra, còn có 3 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ 3 rộng 13m², có một cửa sổ hướng ra ban công rộng 7,7m². Phòng ngủ 2 và phòng ngủ 4 là hai phòng ngủ khép kín. Phòng ngủ 2 có diện tích là 11,6m², nhà vệ sinh 5,2m². Phòng ngủ 4 nhỏ hơn với 10,1m², nhà vệ sinh rộng 4,7m². Tầng 3 với một phòng ngủ rộng 15m², phòng thờ rộng 7,7m². Việc đặt phòng thờ trên tầng 3 hoặc tầng thượng thể hiện sự tôn kính với không gian linh thiêng và cũng không ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi của cả gia đình.
nhà vệ sinh chung rộng 54m2, đặt cạnh phòng ngủ. Nhà vệ sinh này đồng trục với nhà vệ sinh của tầng 1 và tầng 2. Đối với những nhà cao tầng, thiết kế nhà vệ sinh trên cùng một trục sẽ giúp cho việc cấp thoát nước được thuận tiện. Ngoài ra, chúng ta có một sân phơi rộng 14,6m2 và một sân chơi rộng 31m2. Thiết kế sân chơi trên sân thượng mang đến sự thay đổi lớn cho cảnh quan nhà ở, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác nhau qua từng phương án thiết kế cụ thể, tạo được không gian thư giãn, giải trí ngoài trời ngay tại ngôi nhà của bạn. Hình thức giải trí này phù hợp với nhiều lứa tuổi, là địa điểm lý tưởng để gia đình tụ họp cũng như là nơi tổ chức sự kiện hay là đón khách. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau khám phá công trình nhà mái Nhật 3 tầng của gia đình chú Thọ tại thành phố Vinh. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà trên hoặc đang có ý tưởng cho mình, thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.